Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ tư và 2 ngày nữa là Harry phải đi Việt Nam. Harry có rất là nhiều việc để xử lý và thứ nhất là dọn nhà. Đây là đồ giặt của hôm nay, nó đã bị dồn ứ mấy ngày rồi nên nhiều lắm. Mẹ mình sẽ chăm sóc Toby nên mình sẽ giặt hết bộ đồ trái dụng mà mẹ mình dùng. Vốn dĩ mình giặt đồ trắng bằng tay một cách chu đáo hơn. Hôm nay có nhiều đồ giặt quá nên mình sẽ làm đơn giản thôi. Cố Toby và mẹ sẽ đến nên mình đã dọn dẹp sạch sẽ hơn. Yo, 꽃가루를 쓰고 있는 이 스트레스 때문에 오줌을 쌌어요. 그리고 지금 냄새가 장난이 아니어서 요거 세탁을 불렀습니다. 이 녀석. 귀여우면 다야? 귀여우면 다야? mình sẽ ăn thật nhiều ở Việt Nam để tập thể dục như điên. 운동을 하고 왔는데요. 이거를 왜 택배였냐면 후엉이의 결혼식에 입고 갈 드레스예요. 저번 주에 이제 옷을 쇼핑을 딱 하려 했는데 추석 연휴여가지고 다 배송이 쉬는 거예요. 가장 빨리 배송되는 게 딱 하나 있어가지고 이걸 시켰거든요. 그래서 만약에 이게 저한테 어울리지 않으면 그러거나 사이즈가 맞지 않으면 저는 후엉이의 결혼식에 뭘 입고 가야 되지? 흥원이한테 직접 제가 스타일은 이미 컨펌을 받았어요. 흥원아 이거 이런 거 입고 가도 될까? 그랬더니 흥원이 그거 진짜 예쁘다 이래가지고 요거를 샀는데 하 맞아야 할 텐데 잘 어울려야 할 텐데 이런 아니 보니까 베트남은 하객이 엄청 화려하게 입더라고요. 괜찮은 것 같은데요? 다행히 살이 엄청 쪄가지고 걱정했는데 다행히 잘 맞습니다. 여기 지퍼 올리려다가 이 가슴을 목걸이까지 왔는데 글쎄요. 여기 딱 안 맞네. 이렇게 심플하게 이렇게 또 야외에서 한다고 했으니까 괜찮을 것 같아요. 다행입니다. 딱 어울릴만한 걸 찾았어요. 약간 살짝 굽 있는 이런 거. 이제 너무 추워요. 내일 베트남에 가면은 따뜻하겠죠? 너무 좋아. 이제 한국은 슬슬 너무 추워갖고 오늘 할 일은 내일을 바로 갈 거고 내일 하러 나갔을 때 저 렌즈까지 구입을 하는 걸로. 제가 눈이 엄청 안 좋거든요. 아마 이번이 마지막으로 렌즈를 사는 게 아닐까? 왜냐면 너무 불편해서 올해는 꼭 라식 수술을 하려고 합니다. 그럼 오늘 하루도 힘차게 하자. Lần này mình đã làm móng tay dài, nó hơi giống như móng cưới vậy. Lâu lắm rồi mới quay lại thì thấy người mẫu của brand đổi từ Blackpink sang New Jeans. 점심도 샀어요. 놀랍게도 토비가 또 오줌을 샀어요. 돈이냐. Dù vậy thì hôm nay cũng là ngày có người dọn dẹp đến nên không sao đâu. 사우 khi ăn tối xong mình đi dạo với Toby. Mình sẽ nhớ Toby đáng yêu của mình nhất. Sau khi tắm xong, dọn hành lý xong, edit video xong thì thời gian trôi qua rất nhanh.
đi máy bay sớm quá nên mình đã nghĩ có nên đặt taxi trước không, nhưng mà nó mắc quá. Mình đã quyết định tự lái xe đến tận sân bay. Mình không ngủ được vì lo lắng về việc đỗ xe. Đáng lẽ phải rời lúc 4 giờ sáng, nhưng mà bây giờ đã 12 giờ rồi. Tiêu rồi. May mắn là sáng sớm đã bắt được taxi nên cứ thoải mái đi taxi thôi. Mình khuyên các bạn không nên đặt trước taxi ở Hàn. Ra gấp tôi nè. Dù là sáng sớm nhưng ở sân bay vẫn có rất nhiều người. Mỗi khi ra sân bay vào sáng sớm là mình lại nghĩ thế này. Sáng sớm thế này mà mọi người còn rời sớm vậy á? Mọi người đều trang điểm và mặc đẹp nhỉ? Mọi người đi nước nào vậy? Đúng là mọi người siêng năng thật đó. À, tất nhiên là mình cũng đã rời sớm và trang điểm nữa. Dù sao thì mọi người đều rất siêng năng đúng không nào? Mình đổi tiền và roaming xong và di chuyển đến nhà ga lên máy bay. Có chăn và gối nữa mà chỗ ngồi cực kỳ chật. Mình mua vé rẻ quá nên cứ tưởng là không có đồ ăn trên máy bay, nhưng mà có cả đồ ăn trên máy bay nữa. Thế bò. Nhưng mà tạp chí trên máy bay chỉ xuất hiện những thứ liên quan đến kết hôn thôi. Sao vậy nhỉ? Sau khi đến Hà Nội, mình đang di chuyển về khách sạn. Vị trí của khách sạn thì hơi xa trung tâm tí, nhưng so với giá cả thì phòng rất sạch sẽ và các nhân viên rất thân thiện. Giá khoảng 50.000 won một đêm. Mình đã đặt chỗ gấp nhưng mà ở đây mình thấy rất thoải mái. Không sao đâu, I love KFC mà. Đây là gà rán nhìn giống như kem vậy. Menu rất là kỳ diệu. Còn menu cơm yêu thích của mình có cả căng và pasta nữa. Oh yeah. Ồ, KFC 이런 게 있다고? Yummy. So yummy. Wow. 에? 이 코나 맞아?
Dina và Seoul đã sống ở Hà Nội được mình up đẹp một Instagram story thì Dina đã tin nhắn cho Harry là ôi mấy cặp nhé. Xem video này chắc các bạn có thể nghĩ chỉ đến Hà Nội mới ăn ở KFC sao? Từ ngày hôm sau mình sẽ được ăn nhiều đồ ngon nên các bạn đừng quá tiếc nuối nhé. Harry sẽ sớm đăng tải lên vlog đám cưới Việt Nam đầu tiên của mình, một sự kiện đã rất hạnh phúc và không quên được. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Anh nhỏ.